Chào mừng bạn đã trở lại Voila ngày hôm nay. Voila là kênh chia sẻ các câu chuyện, nhân vật và các sự kiện hấp dẫn trong thế giới Warhammer 40K, một thế giới grimdark huyền hoặc nhưng có sức cuốn hút nhiều khi. Kênh có lịch phát sóng vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Chào bạn đã quay trở lại Voila ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện về vị Primarch của quân đoàn thứ 8, chủ đêm, Koraskar, cũng là Primarch được The Emperor tìm thấy thứ 15 trong series The Primarch Son of the Emperor. It is better by far to be an object of fear than of respect, for one is a truth of the soul and the other an illusion of the mind. Codex Hydra. Codex Curse, còn được gọi là Night Hunter, và đôi khi được gọi là Dark King, King of Terrors và The Last Judge, là một trong 20 vị Primarch siêu phàm được tạo ra bởi hoàng đế của nhân loại vào cuối thiên niên kỷ 30 và là chủ nhân của quân đoàn phản bội Nylos. Lớn lên trong thế giới địa ngục của Nostramos và bị cản trở bởi những hình ảnh tiên tri về cái chết, Curse được biết đến như một trong những Primarch tàn bạo và bất ổn nhất, một sinh vật khủng bố và hắc ám, khiến ông khác biệt với các anh em của mình. Cuối cùng, ông đã phản bội hoàng đế và tham gia cùng Warmaster Horus trong sự kiện dị giáo Horus. Sứ giả của Chaos gọi ông là kẻ giết người, The Killer. Night Hunter đã bị tra tấn suốt đời bởi những viễn cảnh đen tối, khủng khiếp về tương lai. Và điều này tạo ra một mức độ đau khổ và tuyệt vọng về tâm linh, khiến ông khác biệt với những Primarch còn lại. Tâm lý của ông bị tổn hại nặng nề bởi những khó khăn trong thời thơ ấu. Curse không bao giờ lấy lại được sự cân bằng tinh thần và chỉ tìm cách quên đi nỗi đau về sự tồn tại của chính mình. Do những đau khổ, ông là một chiến binh cực kỳ tàn bạo và man rợ. Ông là người tin vào việc sử dụng nỗi sợ hãi như vũ khí mạnh nhất chống lại kẻ thù. Và ông dạy các Astartes thuộc binh đoàn Nylos trở nên như thế khi cần thiết. Night Hunter không thích thú với vai trò lãnh đạo chiến tranh của đế chế và là người duy nhất trong số các Primarch tỏ ra có ít tình cảm với các con trai của mình. Đó chính là các Space Marine của quân đoàn 8 được tạo ra từ mẫu gen của ông. Một số học giả tin rằng ông đã bị hành quyết một cách tự nguyện bởi Calidus Assassin Emsen trên thế giới The Sargusa ở rìa phía đông của thiên hà ngay sau khi kết thúc dị giáo Horus vào đầu thiên niên kỷ 31. Quân đoàn thứ 8 không có sự lãnh đạo của ông, sau đó đã chia ra thành các nhóm chiến binh và rút lui vào Eye of Terra cùng với phần còn lại của các quân đoàn phản bội. Thời gian đầu đời. At times, in raptures of pain, I saw what was to occur laid out before me. In these waking dreams, I took countless lives with my bare hands, heads taken as trophies. I died again and again at the hands of my father. My sons butchered and maimed their brothers. My name was to become synonymous with dread. But most vividly and with most frequency, I saw my world pierced by a lance of purest light, splitting it, shattering it into dust. Trích từ The Dark, nhật trình cá nhân của Koraskar. Đứa trẻ được biết đến với cái tên Koraskar lần đầu tiên được ghi nhận khi có kén sơ sinh đâm xuyên qua bề mặt và vào lõi của thế giới bị màn đêm bao phủ Nostramo. Lớp vỏ của Nostramo chứa một lượng lớn khoáng chất adamantium, tạo nên nền tảng cho ngành công nghiệp khai thác và thanh lọc rộng lớn của hành tinh. Phần lớn dân số trên hành tinh sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, làm việc cực nhọc trong các hầm mỏ, trong khi người giàu ngày càng sung túc, bóc lột những người lao động vốn đã bị áp bức. Tội phạm hầu như không được kiểm soát, trầm cảm là không thể tránh khỏi. Và tình trạng quá đông dân số được kiểm soát bằng cách tự sát nhiều hơn bất kỳ biện pháp nào khác. Không giống như nhiều Primarch khác, Koraskar không được ai chăm sóc và phải tự nuôi sống bản thân. Ông sống sót nhờ trí thông minh và quyết tâm của mình, tự kiếm ăn bằng cách săn bắt những động vật hoang dã lang thang khắp thành phố rộng lớn Nostramo Winters. Ông liên tục bị cản trở bởi những hình ảnh về tương lai đen tối nhất có thể xảy ra, những ảo cảnh có sức mạnh khủng khiếp
đã và sẽ nguyền rủa ông suốt cuộc đời. Trong thời niên thiếu ngắn ngủi của mình, Gus đã bị đẩy vào vòng xoáy khủng bố và giết người tàn khốc, tập trung vào các phần tử tội phạm trong xã hội của Nostromo. Các hành động cảnh giác của ông bắt đầu từ nhỏ, như can thiệp khi chứng kiến điều gì đó mà ông tin là sai, nhưng nhanh chóng leo thang thành việc truy lùng những kẻ mà ông tin rằng đã phạm tội. Lúc đầu, một số người nổi bật trong hệ thống phân cấp tham nhũng của thành phố đã biến mất. Sau đó, các nhà lãnh đạo theo phe đối lập cũng biến mất trong hoàn cảnh tương tự. Thi thể của những tên tội phạm có tiếng bắt đầu xuất hiện, bị một kẻ tấn công tàn ác nào đó moi ruột như những con cá. Các quan chức được tìm thấy bị treo cổ trên cửa sổ cao. Các bộ phận cơ thể làm tắc cống thoát nước. Nhiều xác chết được tìm thấy đã bị kẻ tấn công đánh đập dã man đến mức không thể nhận dạng được. Trong năm đó, tỷ lệ tội phạm của Nostromo Winters giảm xuống gần bằng không. Xã hội trải qua những thay đổi to lớn, trong đó đáng chú ý nhất là lệnh giới nghiêm tự áp đặt ra đời. Các bà mẹ bắt đầu đe dọa bọn trẻ rằng nếu chúng tiếp tục cư xử không đúng mực, Night Hunter sẽ đến tìm chúng. Thuật ngữ này nhanh chóng được sử dụng phổ biến, mô tả một sinh vật đen tối rình rập thành phố, sẵn sàng mổ bụng bất cứ ai mà nó cho là tội phạm hoặc dị giáo bằng những móng vuốt bẩn thỉu sắc nhọn như dao cạo. I have seen darkness, witnessed it in my dreams. I am standing at the edge of a chasm. There is no escaping it, I know my fate. For it is the future and nothing can prevent it coming to pass. So I step off and welcome the dark. Conrad Kurz, Night Hunter. Kurz nhìn thấy hy vọng cho cư dân trong thế giới của mình. Ông đã trở thành đối tượng bị sợ hãi và căm ghét duy nhất trong thành phố. Xuất hiện trước những quý tộc sống sót sau cuộc thanh trừng, Night Hunter trở thành vị vua đầu tiên của Nostromo Winters. Ông tiếp thu kiến thức nhanh chóng và được coi là một người cai trị công bằng và ôn hòa, cho đến khi lời đồn về một sự bất công nào đó lọt vào tai ông. Khi đó, ông sẽ săn lùng những kẻ có tội trên đường phố, hạ gục rồi giết và cắt xẻo chúng. Một thời gian ngắn sau triều đại của Night Hunter, cuộc thập tự chinh vĩ đại của hoàng đế đã tiến đến vùng ngoại ô của hệ thống Nostromo. Sự xuất hiện của hoàng đế loài người là một sự kiện đã được tiên tri trong lịch sử của Nostromo, một sự kiện sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hành tinh này. Hoàng đế, Fergrim, Ferus Menius, Rogadon và Logger đổ bộ lên Nostromo, đồng thời dẫn đầu một phái đoàn đi đến trung tâm Nostromo Winters. Các công dân của Nostromo đã thích nghi với bóng tối, không thể chịu nổi khi nhìn vào ánh hào quang của hoàng đế. Hầu hết đều khóc khi ánh sáng chữa lành phản chiếu từ những con đường ngập nước mưa. Những người đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào ngài đều sẽ bị mù. Ở cuối con đường rộng dẫn đến cung điện của Night Hunter, Primarch đứng đợi từ lâu. Gus đã không chịu nổi một hình ảnh mạnh mẽ và kinh hoàng đến mức ông cố gắng móc mắt mình ra, nhưng bị hoàng đế ngăn lại. Night Hunter sau đó nhìn hoàng đế và những người anh em của mình, và người ta nói rằng ông đã thấy trước số phận của họ, cũng như cái chết của chính mình. Sau đó, ông nhìn cha mình và cuộc đối thoại sau đây diễn ra. Coracus, hãy yên tâm, vì ta đã đến và định đưa con về nhà. Đó không phải tên con, thưa cha. Con là Night Hunter, và con biết rõ cha định làm gì với con. Cuộc thập tự chinh vĩ đại. Look out at my father's imperium. Do not unroll a parchment map or analyze a hololithic star chart. Merely raise your head to the night sky and open your eyes. Stare into the blackness between worlds, that dark ocean, the silent sea. Stare into the million eyes of firelight, each a sun to be subjugated in the Emperor's grip. The age of the alien, the era of the inhuman, is over. Mankind is in its ascendancy, and with 10,000 claws we will lay claim to the stars themselves. Primarch Koraskus phát biểu trước quân đoàn 8 trong cuộc thập tự chinh vĩ đại. Khi Kurz lần đầu tiên nắm quyền chỉ huy quân đoàn của mình, ông rất hung ác và đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo vương giả với ý thức rõ ràng về công lý.
Kurtz lúc này hoàn toàn trái ngược với con quái vật mà ông trở thành sau này. Night Hunter nhanh chóng thích nghi với những lời dạy của Imperium, nghiên cứu các học thuyết phức tạp của Adeptus Astati dưới sự giám hộ của Fulgrim. Trong thời gian này, Kurtz đã nhìn thấy Horus Heresy cùng sự tha hóa của Fulgrim và thấy được tương lai đen tối của họ. Kurtz cuối cùng được giao quyền chỉ huy quân đoàn Space Marine, sau được ông đổi tên thành Nylos, những chúa tể bóng đêm. Mặc dù ông và quân đoàn Nylos xuất sắc trên nhiều mặt trận, nhưng xu hướng và phong cách chiến đấu của quân đoàn sớm trở nên rõ ràng. Các Nylos chưa bao giờ sử dụng bất cứ thứ gì khác ngoài lực lượng tổng lực và quyết đoán để đạt được mục tiêu của mình. Trong vài năm đầu tiên, các Nylos đã được Primarch của họ nhào nặn thành một lực lượng hiệu quả, sở hữu sự kỹ lưỡng đến mức cuồng tính của Witch Hunter. Night Hunter khuyến khích quân đoàn của mình trang trí áo giáp của họ bằng những hình ảnh được thiết kế để truyền cảm hứng sợ hãi cho kẻ thù. Một chiến thuật tỏ ra vô cùng hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, những tin đồn về sự hiện diện sắp xảy ra của Nylos sẽ khiến một hệ thống phải trả tất cả các số tiền tham nhũng còn tồn đọng, chấm dứt mọi hoạt động bất hợp pháp và xử tử bất kỳ dị nhân và nghi ngờ dị giáo nào khác. Lực lượng tiếp viện để thay thế các Nylos ngã xuống trong trận chiến đã được lựa chọn từ dân số Nostramo. Nhưng do sự vắng mặt của Night Hunter, dân số trên hành tinh lại rơi vào tình trạng thối nát và suy đồi, vốn đã thịnh hành trước khi ông đến. Ban đầu Kurtz dự định chỉ để những người giỏi nhất và thông minh nhất của Nostramo phục vụ trong quân đoàn. Nhưng trong một âm mưu trốn tránh nghĩa vụ quân sự, các gia đình quý tộc trên thế giới này đã gửi cho ông những kẻ giết người và trộm cắp từ các nhà tù tại đây. Vào thời điểm Kurtz nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông đã coi Nylos như một quân đoàn thối nát. Kurtz bắt đầu mất đi một số quyền kiểm soát mà ông nắm giữ đối với quân đoàn của mình, và những hình ảnh tiên tri cản trở ông ngày càng tăng, cả về mức độ rõ ràng lẫn số lượng. Kurtz là người duy nhất trong số các Primarch ghét chính quân đoàn của mình, coi họ là những tên tội phạm mà ông tìm cách tiêu diệt. Mối quan hệ của Kurtz với các anh trai cũng căng thẳng không kém. Chiến thuật tàn bạo của Nylos đã gây ra tranh cãi giữa các Primarch khác, nổi bật nhất là Rogadon và Vulcan. Tuy nhiên, trong khi bị chỉ trích công khai, bản thân Kurtz nói rằng ông không ghét bất kỳ người anh em nào của mình ngoại trừ Korax. Cả hai cực kỳ giống nhau về ngoại hình, chiến thuật và cách giáo dục, nhưng Korax vẫn giữ được nhân tính và phẩm giá của mình bất chấp quá trình lớn lên như địa ngục. Bản thân Kurtz cũng không biết liệu ông ghét Korax vì sự ghê tởm bản thân hay thực tế là ông thấy Ravenloft vẫn giữ những ý tưởng của riêng mình. Về phần mình, Korax nói rằng ông không ghét gì ở Kurtz ngoại trừ phương pháp tiến hành chiến tranh của binh đoàn Nylos. Mối quan hệ với Vulcan thậm chí còn căng thẳng hơn, khi Primarch gần như chiến đấu với Kurtz vì số phận của Carathon. Một thời gian sau, Kurtz có một tầm nhìn đặc biệt bạo lực, nơi ông nhìn thấy số phận quái dị trong tương lai mà ông sẽ trở thành. Kurtz kinh hoàng trước tương lai của mình, và khi thoát khỏi trạng thái xuất thần, ông nhận ra mình đã sát hại một trong những nhân viên lưu trữ. Đây cũng là người đầu tiên được biết đến mà Kurtz đã giết mà ông coi là vô tội. Và chính lúc này, Kurtz nhận ra rằng bản thân giờ đây đáng bị trừng phạt. Sau đó, trong một chiến dịch với Imperial Fist và Emperor Children trong hệ thống Churros, ông biết được tội ác mới và tình trạng hỗn loạn trên thế giới quê hương. Rơi vào nỗi thống khổ, Night Hunter cố gắng tâm sự với anh trai Primarch Fulgrim và Rogadon. Nhưng họ chưa bao giờ thân thiết với ông ngay từ đầu, và phản ứng của họ không mấy thiện cảm với những tuyên bố của ông. Khi Fulgrim tiết lộ Kurtz đã nói với ông về những hình ảnh đáng lo ngại về cuộc nội chiến, Don đã đối chất với Night Hunter về vấn đề này. Cuối cùng, thoát khỏi sự phản bội lòng tin của Fulgrim, Kurtz đã tấn công và làm bị thương Don, cũng như tàn sát một số Imperial Fist đang bảo vệ ông trước khi đưa hạm đội của Nylos đến Nostramo.
một số tàu truy đuổi của Imperion đã đến đúng lúc để chứng kiến các khẩu đội laser của Nylot đang bắn vào các lỗ hổng do chính sự xuất hiện của Night Hunter nhiều thập kỷ trước để lại. Lõi của Nostromo trở nên quá nóng và thế giới đó bùng nổ, đánh dấu sự hủy diệt quê hương bằng chính đôi bàn tay của Gus. Dị giáo Horus. These humans, their imaginations are strong. Kill 1,000 men, and they will hate you. Kill 1,000,000 men, and they will queue to face you. But kill 1 single man, and they will see monsters and devils in every shadow. Kill 12 men and they will scream and wail in the night, and they will feel fear, not hatred. This is the way of obedience, my sons. They are panicky, gossiping beasts, these humans. It serves us to allow them to be so. Conrad Kurz, Night Hunter, Primarch của Quân đoàn 8. Những hành động khủng khiếp của Night Hunter khiến hắn trở nên nhạy cảm trước những lời thì thầm của Chaos. Các chiến dịch của Nylot trở nên ít chính đáng hơn. Các chiến dịch khủng bố để lại dấu vết của những thế giới bị tàn phá trên khắp thiên hà. Night Hunter không còn thực hiện thập tự chinh dưới danh nghĩa của hoàng đế nữa, thay vào đó chỉ chiến đấu dưới danh nghĩa cái chết và nỗi sợ hãi. Cuối cùng, hoàng đế buộc phải ra lệnh triệu hồi Night Hunter để trả lời những cáo buộc chống lại ông và quân đoàn số 8. Nhưng trước khi các Nylot đến được Terra, một cuộc khủng hoảng mới đã nổ ra. Dị giáo Horus nổ ra, Night Hunter đã nhanh chóng tuyên thệ quân đoàn của mình sẽ sát cánh với các lực lượng của War Master Horus. Curse tiết lộ hành vi phản bội của mình trong vụ thảm sát Dropshire, tung quân đoàn chống lại các lực lượng trung thành của Ravengard, Salamander và Iron Hands. Trong trận chiến, Curse và Logger chiến đấu chống lại Korax. Sau vụ thảm sát, Curse bắt được Vulcan nhưng nhận ra rằng Perpetual Primarch không thể bị giết dù đã cố gắng cách mấy. Sau khi giải phóng mà cực hình có thể tưởng tượng được lên Vulcan, Primarch của Salamander sau đó cuối cùng đã tìm ra cách trốn thoát khỏi nanh vuốt của Curse. 2 năm sau vụ thảm sát Dropshire, Curse giao chiến với Lion Eljonsson trong một loạt trận đánh và bỏ chạy trên khắp Thrashchester. Cuối cùng, Curse sẽ để lại lời nhắn cho anh trai mình gặp nhau trên hành tinh The Sargusa. Tại đây, ông sẽ tiết lộ một số lời tiên tri cho Lion. Sau đó, một cuộc chiến sẽ xảy ra giữa hai vị Primarch và quân đội tương ứng của họ. Tại trận chiến đó, Curse đã cắt cổ Lion và Dark Angel's Cause One để lại thanh gươm của mình găm sau lưng Night Hunter. Giai đoạn này đã được Foyla giới thiệu trong video Lion Eljonsson, Robert T. Gilliman và Shane Gunners. Các bạn có thể tìm để nghe lại tại 3 video này nhé. Bị ám ảnh bởi hình ảnh cái chết của Shane Gunners trên tàu Vengeful Spirit, Curse sau đó thâm nhập vào phòng gai vàng của hoàng đế của Imperium Secundus trên Margaret, làm Ascalon bị thương nặng và sử dụng ông làm con tin. Curse tiết lộ với Đại Thiên Thần rằng ông không chỉ nhìn thấy trước cái chết của Shane Gunners mà còn của chính ông. Curse đã tin rằng sự phân tán của các Primarch, mạng sống của chính ông trên Nostromo, Horus Heresy và cái chết cuối cùng của chính ông bởi Officio Ascensionorum đều là một phần trong kế hoạch lớn của hoàng đế. Night Hunter muốn biết tại sao Shane Gunners lại chọn làm nô lệ cho hoàng đế và tại sao ông không chấp nhận lời đề nghị của Daemon trên Shiner's Bram để trở thành nhà vô địch của Chaos. Khi Shane Gunners bày tỏ niềm tin tiếp tục vào hoàng đế, Curse đã cho Đại Thiên Thần một cơ hội để hạ gục ông. Một lời đề nghị Shane Gunners từ chối và thay vào đó cầu xin Night Hunter rằng vẫn còn cơ hội cuối cùng để gia nhập những người trung thành và tìm kiếm sự chuộc lỗi. Nói rằng cuộc nổi loạn của Horus chẳng là gì trong kế hoạch vĩ đại của mọi thứ, thiên hà đã phải chịu một cuộc chiến vĩnh cửu và cuối cùng chỉ có Chaos tồn tại. Sau đó, Curse đã đặt một cái bẫy nổ và trốn thoát khỏi phòng ngai vàng. Curse tiếp tục gây họa cho Margaret và hợp tác với những tên cướp chống Gilliman trên thế giới.
Lucas thậm chí còn có thể cử một kẻ đánh bom liều chết để phá hủy một cây cầu quan trọng về mặt chiến lược ở thủ đô Imperial Secundus. Tuy nhiên, Lion L. Johnson, hiện là lãnh chúa bảo vệ của Imperial Secundus, đã có thể dồn ép Night Hunter ở vùng Albemarle của Margaret. Sau trận chiến ác liệt, Curse bị sư tử đánh bại và bắt giữ. Trong phiên tòa, Curse đã thừa nhận hành động của mình nhưng từ chối nhận tội vì ông bị buộc phải hành động như vậy nên chúng không phải là tội ác. Khi nhìn thấy định mệnh của mình nằm ở Davin, Shanginus lên tàu Invisible Reason và mang theo Curse bị xiềng xích. Hy vọng không chỉ sử dụng cái nhìn sâu sắc mang tính tiên tri về những gì ông phải làm, mà còn cố gắng cho Night Hunter nhìn thấy rằng định mệnh có thể bị thay đổi. Shanginus buộc phải đánh bất tỉnh một số lính canh của Dark Angels, khiến sư tử nổi giận và gần như khiến ông muốn tiêu diệt Davin bằng lệnh tuyệt diệt. Tuy nhiên, The Lion và Gilliman cuối cùng đều theo Shanginus và Curse lên mặt đất. Đồng thời, bốn Primarch cùng nhau hành trình đến ngôi đền trên Davin, nơi Horus bị tha hóa. Tại ngôi đền, Curse rơi vào trạng thái tức giận và trầm cảm khi nhận ra rằng mình không hề lường trước được điều này và quan điểm của ông rằng vận mệnh đã được định sẵn đang bị thử thách, chứ không thể bị thay đổi. Đó là khi Shanginus bị cánh cổng của con Daemon Mardell nuốt chửng. Gilliman và The Lion cố gắng thuyết phục Curse dự đoán cách cứu Shanginus. Nhưng Night Hunter trong cơn tuyệt vọng tuyên bố rằng ông không biết phải làm gì, ông không lường trước được điều này. Và sau đó, khi số lượng Daemon bùng phát khắp nơi trên Davin, Curse đã bị lôi trở lại tàu trên quỹ đạo. Sau khi khống chế được con quỷ và giải cứu Shanginus thành công, Shanginus và các Blood Angels chạy đua đến Terra như trong viễn cảnh định mệnh của họ. Khi đó, Shanginus nắm quyền giám hộ Curse và đưa ông lên tàu Red Tear, tuyên bố rằng ông sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Hoàng đế. Tuy nhiên, khi lên tàu, Shanginus đã đặt Curse vào một chiếc quan tài Stasis và nói rằng ông sắp gặp định mệnh của mình trên Terra. Curse cũng phải đi theo con đường đã thấy trước của hắn. Và sau đó, chiếc quan tài bị bắn vào khoảng không vũ trụ. Hậu dị giáo Horus. My sons, the galaxy is burning. We all bear witness to a final truth. Our way is not the way of the Imperium. You have never stood in the Emperor's light. Never worn the Imperial Eagle. And you never will. You shall stand in midnight clad, your claws forever red with the lifeblood of my father's failed empire, warring through the centuries as the talons of a murdered god. Rise, my sons, and take your wrath across the stars, in my name, in my memory. Rise, my night lords. Primarch Conrad Curse, tại cuộc họp cuối cùng của quân đoàn 8. Trong quan tài Stasis, Curse bay lơ lửng trong khoảng không gian suốt phần còn lại của dị giáo. Cuối cùng được một tàu cứu hộ con người Sheldron phát hiện vài năm sau khi sự kiện dị giáo Horus kết thúc. Một Imperial Assassin giấu mặt đã tiếp cận và đánh thức Curse, kẻ tiến hành tàn sát tất cả những người trên tàu. Cuối cùng chỉ còn lại Curse, một thủy thủ đoàn được biết đến với cái tên Ever, một thành viên của đền Calidus Gun. Gần đã có thể cảnh báo cho ngôi đền của mình về vị trí chung của Curse trong thiên hà trước khi bị kết liễu, trong khi Elver bị Curse bắt làm nô lệ để điều hướng tàu Sheldron. Vì con tàu không có bộ warp engine, nên chuyến đi đến điểm đến dự định của Curse, The Sagusa, sẽ mất 4 năm. Trong thời gian đó, Curse đã hành hạ Elver, đồng thời hướng dẫn người nô lệ những triết lý của mình. Sau nhiều năm du hành, bộ đôi đã đến từ Sagusa và gặp lực lượng Nylos dưới sự chỉ huy của Talos Van Koran. Tuy nhiên, Elver đã nhìn thoáng qua tâm trí của Curse, nhận ra rằng Night Hunter trên thực tế có những nghi ngờ về tầm nhìn, về niềm tin của ông trước khi bị hắn thủ tiêu. Sau cuộc xâm lược Terra,
các Nylos không còn phân tán và chạy trốn như những quân đoàn phản bội còn lại. Thay vào đó, họ tiếp tục tấn công Imperium. Tuy nhiên, chiến thuật của họ dường như đã thay đổi, bộc lộ sự tuyệt vọng tự hủy hoại bản thân. Bản thân Night Hunter đang dần mất đi sự tỉnh táo và ý thức, và trong những ngày cuối cùng của ông, thường xuyên bộc phát những cơn bạo lực bất chợt. Nhiều người, chẳng hạn như Shevater, trở nên chán nản trước những gì Primarch của họ đã trở thành. Bản thân Hoàng đế, với mong muốn giải tán các Nylot mãi mãi, đã phái một nửa số sát thủ của đền Calidus để tiêu diệt vị Primarch phản bội. Korakus cuối cùng đã bị giết bởi Calidus Emshen. Ông hoàn toàn biết khi nào mình sẽ bị giết, và trong thời gian trước khi chết, ông đã trò chuyện với một bức tượng xác chết mà ông gọi là Hoàng đế. Điều đáng ngạc nhiên là xác chết đã đáp lại, và Hoàng đế dường như đã đảm bảo với Curse rằng sự điên rồ không bao giờ là lỗi của ông, và ông đã hành động như dự định cho đến khi Chaos can thiệp. Curse suy sụp khi Hoàng đế đặt câu hỏi về niềm tin rằng số phận đã được định trước, nói rằng chính ông đã chọn con đường này. Tức giận, ông xé xác con rối thành nhiều mảnh, không rõ đó thực sự là lời nói của Hoàng đế hay chỉ là ảo giác. Sau đó, ông hoàn thành cuốn hồi ký của mình, được gọi là The Dark, và giấu cuốn sách trong pháo đài. Tối hôm đó, người ta tin rằng sát thủ Emshen đã được phép xâm nhập vào cung điện của hắn ở Tsagusa, vì cô không gặp phải bất kỳ một lính canh nào giữa mình và phòng ngai vàng của Curse. Đối diện với cô, ông chỉ nói: "Sự hiện diện của cô không làm ta ngạc nhiên, sát thủ. Ta đã biết đến cô bởi từ khi tàu của cô tiến vào vùng rìa phía đông. Tại sao ta không giết cô? Bởi vì nhiệm vụ của cô và hành động cô sắp thực hiện chứng tỏ tất cả những gì ta đã từng nói và từng làm là sự thật. Ta chỉ trừng phạt những kẻ đã làm điều sai trái, giống như hoàng đế thối nát của ngươi bây giờ đang tìm cách trừng phạt ta." Đoạn video sau đó cho thấy Emshen nhảy về phía trước. Mặc dù vụ giết người chưa bao giờ được xác nhận vì nguồn cấp dữ liệu video bị cắt ngay trước khi họ chiến đấu, người ta tin rằng Night Hunter đã để mình bị giết. Ông coi mình là một kẻ giết người và tha hóa, chính là thứ mà ông đã tìm cách tiêu diệt. Bất chấp điều đó, những lời cuối cùng của ông được coi là một trong những bí ẩn lớn đối với lịch sử của Imperium. Vũ khí và trang bị chiến đấu: Song Trảo, Liên Mẫn và Ân Xá, Mercy và Forgiveness. Là một cặp Lightning Claws, nghệ nhân chết chóc không rõ nguồn gốc, được sử dụng bởi Primarch Korakus. Tên của chúng được đặt bởi các thành viên của quân đoàn Nylot, còn Korakus gọi chúng là gì thì vẫn chưa rõ. Sau khi bị bắt tại Macred trong sự kiện dị giáo Horus, Mercy và Forgiveness đã bị các anh trai Primarch của Curse lấy đi. Sau khi ông được đoàn tụ với các Nylots trên Tsagusa, các bản sao thô sơ của cặp Power Claws đã được chế tạo, và Curse đã sử dụng những thứ này đến khi chết. Ác mộng chiến bào, Nightmare Mantle, là một bộ giáp sức mạnh nhân tạo tùy chỉnh chỉ phù hợp cho chính Primarch Conrad Curse. Nó được trang trí bằng những chiến lợi phẩm khủng khiếp của sự phán xét và lớp da bong tróc của những người có tội lỗi mà ông thấy là đặc biệt nghiêm trọng hoặc đáng chú ý. Sau khi bị bắt tại Macred, Nightmare Mantle cũng đã bị các Primarch trung thành lấy đi. Sau này, khi ông được đoàn tụ với các Nylots ở Tsagusa, một bản sao thô sơ của bộ giáp này đã được chế tạo, và Curse đã mặc nó đến khi chết. Lăng sát phi đao, Widowmaker, là những lưỡi dao dùng để ném vào kẻ thù. Chúng có răng cưa siêu nhỏ được Primarch Conracker sử dụng. Chúng dựa trên những lưỡi kiếm được sử dụng để giết người đặc trưng bởi một số giáo phái sát thủ của Nostramen. Curse ưa thích việc sử dụng những vũ khí hung ác nhưng có độ chính xác cao này thay vì súng ống trong trận chiến. Chúng được sử dụng để vô hiệu hóa và gây thương tật theo ý muốn. Nội dung về Primarch Conrad đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Phaenla nhé. Phaenla xin cảm ơn và hẹn gặp lại.